Quang Ai Duy Minh kính chào quý cô chú anh chị cô bác đã trở lại kênh YouTube của Duy Minh nha. Thì hiện tại giờ Duy Minh thấy có khán giả từ Sài Gòn đến viếng mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý cô chú anh chị. Này. Này. Mời bà con cô bác theo chân Duy Minh ha, vào bên trong để chia sẻ xíu. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3. À, là ngày dỗ tổ Hùng Vương quý cô chú anh chị, khán giả đến cũng khá là đông sáng giờ. Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày dỗ tổ mùng 10 tháng 3. Đó. Câu nói bất hủ quý cô chú anh chị. Hello. Chào cô. Mấy chị với mấy cô với mấy anh chú dạ. Mình từ Sài Gòn đến ha chị. Sài Gòn ở Sài Gòn ở quận nào chị? Nhất em chị ở Bình Thạnh. Dạ. Dạ. Chắc mình thỉnh này xuống luôn, cũng nghe lâu đó anh, cả tiếng hồ. Từ từ, còn mấy phần trăm nữa. Rồi hồi nãy có khán giả đến kể cái câu chuyện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hay quá ha, nhưng mà rất tiếc như mình đang làm bài của anh chị. Không có vô, không có chia sẻ, vô ghi hình cho bà con cô bác xem. Thì đây cũng có khán giả ở Sài Gòn đến thành phố. Quả nắng quý cô chú anh chị ạ. Nắng như vậy có bà con cô bác khán giả mà yêu quý chú mới là đến đây thôi quý cô chú anh chị. Thế chật khác là anh em mình đây là cảm nhận được cái sức nóng nó dữ dằn. Bà con cô bác đến đây thử để Duy Minh hỏi thăm thử cô này cảm nhận cái độ nóng ở đây như thế nào. Giờ này cũng còn sớm quý cô chú anh chị. Chị đến đây chị thấy nắng không chị? Dạ. Rồi chị về luôn rồi, đi ra về luôn rồi. Đó, nắng phải chùm đầu chùm cổ là luôn quý cô chú anh chị. Đó. Thắp một cái hương là vội vã đi ra liền à. Tại vì không có chịu nổi nắng á quý cô chú anh chị. Đó, cho nên phải đi nhanh nè. Bà ơi tôi với bà là người xa kẻ lạ. Ngược gió sơn hà chờ về đây. Sao bà vội vàng đi mà không nói một lời nào nữa. Ê lùng má tử. Lùng má tử. À. Lùng má tử làm gì vậy? Xã giao á cô. Xã giao à? Dạ, xã giao. Mình giao thiệp. Hôm nay mình đây là lần đầu tiên mình ghé viếng mộ chú hay là đi hoài. Đi hoài luôn hả con? Đi hoài. Dạ. Tại vì mộ mẹ đổ trên đây nè. Dạ. Cho con gửi lời thăm bà con ở trên Sài Gòn mình nha. Dạ. Cái quạt hả cô? Đúng rồi. Cô có mua cái quạt bự hả nhỏ? Đó, nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ hả? Dạ. Để lên cái gì? Dạ. Cô muốn mua cái quạt điện mà to hơn tí không? Không. Mà vừa sạc pin điện thoại được luôn. Thì đó không, mua vừa để đi ra đường nè. Đi ra đường gì ha? Vì cô mua cái cây mà cầm tay, cái loại cầm tay hả cô? Cô bỏ cái túi cũng được nữa. Cái cô nực nè, cái cô nhét cái trong bụng nè, nó thoải mát lắm. Rồi con chúc mấy cô với mấy chị đi về thường lộ Bình An nha. Đi đến nơi gì đến chốn, làm ăn thì phát tài phát lộc, vạn sự như ý. Được nhiều người. Tipper chứ không phải là shipper. Thiếu nợ đừng có vay người ta nữa. Dạ. Bây giờ quay về con cũng con không biết ai luôn á. Thật sự luôn vậy. Bịt mặt kính giờ không biết ai luôn á. Dạ. Được nhiều người like, được nhiều tiền. Dạ con cảm ơn con nhiều nha. Dạ,
Vậy nhà của sao bảo hả? Nè, mà này nha. Phải không? Rồi. Cỡ rồi. Thấy không? Thấy không chú? Rồi, quý chú chị ơi, ở nhà của chú Thành đến. Đó, với cô Sáu đến quý cô chú anh chị. Rồi rồi. Rồi á, ông nói là nhà của chú Thành với cô Sáu đến quý cô chú anh chị ơi. Đó. Có phải gì không, nhưng mà nghe anh nói là thầm hên quá. Bà con quá nhớ nhấn like chia sẻ giùm em quý cô chú anh chị. Con quý cô chú anh chị ơi. À, vì mình thấy có khán giả đến viếng mộ chú Vũ Linh nè, không biết. Đó, đằng kia nữa kìa. Vụ gì ở ngoài đẳng rồi. Tới công chuyện rồi, quý cô chú anh chị ơi. Đó. Quay đó có biết ai cái gì đâu mà mình không nói thôi, ai đâu biết. Tới công chuyện đã rồi nhưng mà nhạy cảm quá không quay nha quý cô chú anh chị. Đó, giờ giải tán rồi. Đó, còn đây là khán giả tới nè quý cô chú anh chị. Không biết ở bên trong là ai không biết nữa. Rồi bảo vệ tới luôn rồi. Ồ chắc là đang hồi hộp quá quý vị, bên trong xe đây không biết là ai. À xuống rồi quý cô chú chị ơi. À ồ khán giả, hello anh. À, cô chào cô. Chào em. Trời ngoan quá ha, dễ thương quá. Ghé mộ rồi lên đây thăm chú Vũ Linh nha. Chú Vũ Linh. Dạ. Ồ quá quý rồi. Con gái cô hả? Cháu. Cháu hả? Dạ. Cháu nội hả? Dạ. Gái ngoan quá. Cháu nội. À, có Hương nè cô. Con đó đó con. Đẹp quá ha. Dạ. Đẹp quá. Đẹp không cô? À, chín luôn. Ồ, chín điểm luôn hả cô? 10 điểm. 10 điểm luôn, con gái là 10 điểm luôn. Dạ. Mấy điểm con? Dạ 10 điểm, con cảm ơn chú. Rồi. Con gái ngoan quá. Gái ngoan ha. Đằng kia ai cự âm sầm nhất ha. Không biết ai quý cô chú chị. Mấy cái mà ấy gì vậy, chạy cả mình né quá. Dạ. Ờ đi hôm qua em biết nọ. Hôm qua ăn tiếp ha. Dạ. Đó. Có mấy chú dù chú trên này nên mộ đẹp quá. Dạ, con cảm ơn cô nhiều nha. Đẹp mà. Quá đẹp mà. Gái dễ thương quá ha. Dạ. Chào gái. Là à, tài danh mà trăm năm không có một đó chú. Dạ, trăm năm có một hả cô? Trăm năm có một là một mình chú Vũ Linh thôi đó. Dạ. Vậy chú Vũ Linh là chiên và cải lương đúng không chú? Đúng rồi con. Bà ở đâu đó bà? Cô với bà cô. Vậy trời cô còn dễ khô. Cô ở Bình Dương. Cô ở Bình Dương. Con gái là cũng biết về chú Vũ Linh nữa hả? Dạ. Có hoài luôn hả? Dạ. Chi là gái nói là chuyên về cải lương. Chắc là cũng thôi, bà lên cô. Ghé thắp nhang. Con thuộc ông bản nào không? Cũng hát cho chú nghe bản này. Để coi coi. Chú Vũ Linh. Sao sáu? Xin một bằng anh. Dạ. 62. 66 tuổi. Lớn tuổi hơn cô. Dạ, vậy là kêu bằng tôi anh rồi. 562 kêu bằng anh. Chứ dạ. Kêu chú.
tài lắm, giỏi lắm. Dạ. Con gái con thuộc bạn nào của ông Năm? Con biết ca cái luôn không? Con ca cho ông Năm nghe bản đi. Nó không thuộc đâu. Dạ. Lo học không à. Nhiều, nhiều lắm luôn hả? Mấy cái bài của chú Vũ Linh nó hay lắm. Ờ đâu con hát thử giọng của con. Ờ giọng con. Ông Vũ Linh này. Không hay nhưng mà mình biết hát mình mới hay. Nhưng mà ông Vũ Linh này ông có cái tài năng, cái giọng ca của ổng là trời cho ổng. Trời phú nghe. Trời phú cho ổng không ai được. Dạ. Nghe lên là hay liền. Dạ. Rồi cảm ơn mấy chú ha. Dạ. Cảm ơn mấy chú ở mộ này săn sóc cho. Dạ. Cho ông Vũ Linh ha. Dạ, con cảm ơn cô nhiều nha. Cô chào mấy chú. Dạ. Cô chào hai chú ông bà. Dạ. Ồ, gái quá lễ phép luôn quý cô chú anh chị ơi. Dạ, chào mấy chú. Quá lễ phép luôn rồi. Ồ, bà dạy cháu ngoan quá. Đó. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn cô. Bà ngoại dạy cháu ngoan ghê luôn quý cô chú anh chị. Lễ phép.